Chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình giới thiệu cái video về một cái ngôi mộ tập thể. Ngôi mộ này nằm ở khu phố Bách Lý, thị trấn Phùng Sơn, huyện Sơn Hòa của tỉnh Phú Yên các bạn. Theo mình tìm hiểu thì vào năm 1971, tỉnh ủy Phú Yên đã chỉ thị cho tỉnh đội tập trung các lực lượng vũ trang chủ lực của tỉnh cùng với đại đội bộ binh và đội ngũ cán bộ dân chính đảng huyện Sơn Hòa tham gia chiến đấu với quyết tâm mở rộng vùng giải phóng. 3 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 6 năm 1971, quân ta nổ súng đánh chiếm cứ điểm Hoàng Ngang, ấp chiến lược Bách Lý, Đông Hòa và sân bay Cùng Sơn ở thị trấn Cùng Sơn, huyện Sơn Hòa. Đến 7 giờ sáng ngày 19 tháng 6 năm 1971, địch ở Hoàng Ngang và quân lỵ Cung Sơn phát hiện ra ta và tổ chức phản kích ở Đông Hòa và Bách Lý. Đại đội 2 của tiểu đoàn 13 và lực lượng cán bộ dân chính đảng tại ấp Bách Lý tổ chức đánh địch phản kích trong điều kiện không có công sự, địa hình thấp và trống trải nên bị thiệt hại nặng nề. Đến 19 giờ cùng ngày, ta tổ chức rút quân. Do thương vong lớn nên không đưa được thi thể của cán bộ chiến sĩ hy sinh đi cùng. Quân địch đã đưa toàn bộ thi hài của 57 cán bộ chiến sĩ hy sinh về một hố bom tại ấp Bách Lý, thị trấn Cùng Sơn để chôn. Sau ngày đất nước thống nhất, để ghi nhớ công lao to lớn của cán bộ chiến sĩ trong trận đánh ấp Bách Lý, huyện Sơn Hòa đã tổ chức xây dựng nơi đây ngôi mộ lớn để cán bộ, nhân dân và người thân các chiến sĩ đến thắp hương thăm viếng. Đây là cái bảng mà người ta đờ là nơi đây là ghi dấu chiến công hào hùng của các lực lượng vũ trang và dân chính đảng tỉnh Phú Yên trong chiến dịch giải phóng thị trấn Cung Sơn, mở rộng vùng giải phóng năm 1971. Đây là cận cảnh của ngôi mộ liệt sĩ tập thể Bách Lý này các bạn. Còn đây là danh tánh các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1971. Bên đây thì cũng có một cái danh sách liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Sau đây mình vào mình thắp cho các anh hùng liệt sĩ một nén hương.